Đây là con đường hàng ngày Phan Hữu Lợi phải vượt qua để đến trường. Lớp 11A1, trường Trung học Phổ thông An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, nơi Lợi đang theo học, có 39 học sinh. Hữu Lợi không phải là cái tên nổi trội nhất về thành tích học tập, nhưng thầy cô đặc biệt yêu quý cậu học trò này bởi sự chuyên cần, quyết tâm cao với chuyện học và tính tình hòa nhã hiền lành. Giáo viên chủ nhiệm cứ ấn tượng mãi về cậu học trò đến trường bằng xe đạp, có một chiếc áo mưa duy nhất màu vàng mặc suốt bao mùa, mưa gió đến đâu cũng chưa từng đi trễ ngày nào. Về em Lợi thì em rất là ngoan, hiền, học rất là chăm, mặc dù gia đình thì rất là khó khăn nhưng mà em luôn luôn lúc nào đến lớp cũng đúng giờ và học được rất là đều. Mình cũng là vừa xong cái chương trình học kỳ 1 của năm lớp 11, thì với cái kết quả mà em đạt được cho tới thời điểm này, mình cảm thấy như thế nào? Hài lòng hay là còn điều gì mà mình nghĩ là mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa? Thì với cái kết quả vừa rồi thì em cũng cảm thấy là chưa hài lòng lắm. Kỳ 2 này em sẽ cố gắng nhiều hơn so với kỳ 1 để có một kết quả tốt hơn. Thời điểm này Lợi đã có suy nghĩ về cái chuyện là mình sẽ học tiếp hay là mình sẽ chọn ngành gì tiếp theo chưa? Dạ, em định nếu như đủ điều kiện thì em sẽ theo đuổi ngành công nghệ thông tin. Cái mảng của em cũng khá là tốt so với những cái ngành nghề mà em thấy hiện nay. Em cũng khá yêu thích công nghệ thông tin và môn những cái môn cần thiết cho ngành đó thì em học cũng khá là tốt. Nên đó là cái lựa chọn có thể tốt nhất của em. Nếu như mà tiếp tục cái việc học thì em có lo lắng băn khoăn điều gì không? Em cũng lo lắng là sẽ không đủ học phí. Nhưng mà trong đó có thể em sẽ cố gắng đi làm thêm để có thể trang trải tốt hơn. Lợi có từng có kinh nghiệm đi làm thêm bao giờ chưa em? Dạ cũng có một chút ít. Cụ thể là em đi làm là cái công việc gì và từ khi nào ạ? Em làm bắp thuê. Và em cũng có xem ao tôm giùm người khác mới năm ngoái thôi. Cái lúc mà mình làm những cái công việc đó thì em cảm nhận về nó như thế nào? Hơi nặng một xíu. Đôi khi thì số tiền nó cũng không quá cao nữa. Mà em cũng cố để có thể làm. Em thấy kinh tế của nhà mình hơi khó khăn một xíu. Em muốn đóng góp công sức của mình để cho gia đình em có thể đỡ hơn. Thế cái số tiền mà mình kiếm được đó thì mình sử dụng ra sao? Dạ, em dùng trang trải để trang trải cho cuộc sống hàng ngày và cho đi học. Cái quá trình mà mình đi học thì có bao giờ chính cái hoàn cảnh khó khăn, những cái điều kiện vật chất nó thiếu thốn như thế nó làm ảnh hưởng tới cái chuyện học của em chưa? Nó khiến em cũng suy nghĩ tới việc bỏ học chưa? Suy nghĩ đó em cũng từng có rồi, nhưng mà gia đình động viên em là học tiếp đi. Nên nó cũng là một động lực để cho em học tiếp nữa. Lúc đó là năm lớp mấy mà em nghĩ cái chuyện bỏ học? Dạ là khoảng khi mà cuối cấp 2. Em cũng có suy nghĩ là định đi học nghề. Nhưng mà gia đình em thì khuyên em là nên học tiếp cấp 3 đi. Nên em đã học tiếp. Cuối cùng thì mình vẫn tiếp tục việc học. Đối với em thì cái chuyện học nó có quan trọng không là? Bản thân em thì em cũng muốn học tiếp. Và cái chuyện học thì có vẻ sẽ quan trọng học nghề. Bởi vì nó có thể là con đường tốt nhất cho mình đi. Chị thấy là bản thân Lợi cũng đã có cố gắng rất là nhiều để có thể tiếp tục cái việc học. Bằng chứng là mình đã nỗ lực đi làm thêm, tìm cách để trang trải phần nào cái chi phí cho cái việc học sắp tới. Hy vọng là em sẽ giữ vững được cái quyết tâm này để có thể là tiếp tục cái con đường học vấn và không phải gian dở, không phải từ bỏ nó. Tuổi thơ của Phan Hữu Lợi chẳng có mấy ký ức về mẹ cha. Bởi từ nhỏ em đã sống cùng ngoại, từng bữa cơm, từng manh áo đều một tay ngoại chăm sóc. Ngày tuổi còn trẻ, còn sức khỏe, ngoại còn đi làm mướn kiếm sống, bà cháu chi xài gói ghém cũng đủ mặc đủ ăn. Năm tháng qua đi, khi những nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn thì đôi tay đôi chân cũng chẳng còn nhanh nhẹn như trước. Hiện tại, ngoại chỉ còn mỗi công việc chuốt cọng dừa bán lại cho người làm chổi. Mỗi ký cọng dừa bán được 10.000 đồng, mỗi ngày bà chỉ kiếm được vài 10.000.
biết cháu mình ham học, nhưng khoản chi phí cần thiết cho chặng đường phía trước vượt quá khả năng lo toan của bà. Biết rằng học vấn là điều cần thiết cho tương lai của cháu, nhưng để Lợi có thể tiếp tục theo đuổi việc học, cần rất nhiều nỗ lực mà sức bà chẳng thể lo tròn. Bà ơi, ở đây con thấy bà cũng thường là ngồi chuốt lá vậy đó, rồi ngoài cái chuốt cọng dừa này thì mình có đi làm thêm công việc nào đúng không bà? Giờ không có đi bằng mướn gì nổi chân, thì cũng cứ cỏ vòng vòng kia vậy thì làm, rồi đưa rước nó đi học. Bà Hữu Lợi thì lo cho nó ăn, đi học về ăn cơm nước lo cho nó. Thu nhập từ cái công việc của mình vậy rồi mấy bà cháu xoay sở có đủ sống không? Cái này không đủ sống gì đó, lặt chặt nữa, đồ ăn ngủ cũng là tiện dữ lắm, cũng không đủ. Rồi con hai đứa gái có chồng thành phố mà nó cũng làm dâu cho ít đỉnh vậy. Còn thằng trai lớn thì nó dạy với kia mà vợ nó bệnh quá, dạy không đủ tiền thuốc, lương bổng giờ cắt bớt nữa. Rồi nó cũng không có lo chứ được cái gì. Mà con thấy Lợi thì vậy là sống với bà là từ nhỏ luôn hả bà? À, từ nhỏ lớn luôn á. Mẹ cha nó lịch xịt nhau rồi thôi nhau rồi bỏ rồi bên đây nó đi vậy. Rồi bà nuôi nó. Rồi đó em lối còn uống sữa bình á. Sắp tới mà Lợi đi học tiếp thì bà có tính là cho cháu mình tiếp tục học nữa không? Bà tính nó học, gán cho nó học tiếp hết lớp đi, rồi coi nó muốn chọn cái ngành nào, yêu thích ngành nào gì đó. Bởi bà cũng hy vọng nhà biết nhà nước có nuôi nó được không, nuôi cho nó đi đại học á, thi đại học rồi nó chọn ngành nào, nó yêu thích ngành nào. Rồi nữa nó nhờ chứ sao nhá, bà đâu có gì đâu cho anh á. Người ta có thể học được gì từ cảnh nghèo? Phải chăng đó là tinh thần kiên cường, không dễ dàng từ bỏ mục tiêu, là quyết tâm thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn bằng tất cả nỗ lực, tận dụng mọi cơ hội đến với mình? Nếu đó là bài học mà cảnh nghèo mang lại, thì Phan Hữu Lợi đang học rất tốt. Không bi quan, không chùng bước, kiên định với con đường mình đã chọn, với niềm tin mình đã gieo, Lợi đang tiến dần trên hành trình chinh phục ước mơ của mình. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tiếp bước đến trường kỳ này đến với trường Trung học Phổ thông An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung và trao suất học bổng cho em Phan Hữu Lợi là học sinh lớp 11A1 của trường. Sau đây thì xin mời đại diện nhà trường sẽ trao suất học bổng này. Dạ em mời thầy. Thay mặt nhà trường, xin trân trọng cảm ơn Đài truyền hình Sóc Trăng, Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng, Công ty xổ số kiến thiết một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã tài trợ suất học bổng cho em Phan Hữu Lợi, học sinh lớp 11A1 trường Trung học Phổ thông Thịnh 3. Thầy mong muốn rằng với suất học bổng này em sẽ sử dụng đúng mục đích, ý nghĩa cũng như là thiết thực trong cái cuộc sống của em. Chúc em luôn thực hiện được những cái ước mơ, hoài bão và những dự định mình trong tương lai sắp tới. Về phía đoàn trường cũng có phần quà dành tặng cho em Lợi, xin mời thầy ạ. Nhân dịp em lại được nhận học bổng này thì bên đoàn trường cũng có chia sẻ, đôi lời chia sẻ. Em lại thì cũng hoàn cảnh khó khăn thì cũng đã cố gắng nhiều trong học tập và tham gia đầy đủ các phong trào của đoàn trường cũng như nhà trường. Hy vọng là với suất học bổng này thì em lại sẽ tiếp tục phấn đấu nhiều hơn trong học tập để xứng đáng với sự yêu thương của chính quyền, thầy cô và các bạn. Đây là phần quà của Hội khuyến học tỉnh và cũng chúc mừng em đã nhận học bổng này, hy vọng là nó sẽ giúp ích cho Lợi để em có thể là học tập tốt hơn. Dạ, cảm ơn chị. Trước hết em muốn cảm ơn Đài truyền hình Sóc Trăng và Hội khuyến học tỉnh và cũng như Công ty xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã tài trợ em học bổng này. Thì em sẽ dùng số học bổng này để dùng cho việc học của mình, để có được kết quả học tập tốt và cũng như thành công trong con đường sau này. Chương trình Tiếp bước đến trường cũng xin khép lại tại đây. Xin gửi lời cảm ơn đến Hội khuyến học tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng, trường Trung học Phổ thông An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung đã cùng với chúng tôi tiếp sức cho em Phan Hữu Lợi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào 18 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh STV1. Quý vị có thể xem lại trên trang web thst.vn. Chi tiết liên lạc về chương trình xin mời gửi về chương trình Tiếp bước đến trường, Đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng, số 132 đường Trần Văn Bảy, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.